Chú trọng nâng cao kỹ thuật chuyên môn, phát huy hiệu quả hệ thống máy móc hỗ trợ điều trị, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa không ngừng đổi mới, trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân trên địa bàn. Phóng sự mở đầu chuyên mục hôm nay sẽ phản ánh cụ thể về vấn đề này. Nội dung còn lại của chuyên mục, bác sĩ chuyên khoa sẽ giải đáp những kiến thức về vấn đề sức khỏe sinh sản ở phụ nữ. Sáng nào cũng vậy, khoa phục hồi chức năng và vật lý trị liệu, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa đón bệnh nhân từ rất sớm. Bằng các thao tác thuần thục linh hoạt, những kỹ thuật viên xoa bóp tất cả các vị trí từ cổ, vai, cánh tay, lưng, rồi khớp gối, bàn tay bàn chân. Mỗi bệnh nhân với các bệnh khác nhau đều được hướng dẫn phục hồi cẩn thận tỉ mỉ. Trong quá trình điều trị thì với tôi là cái tuổi cao, năm nay 74 tuổi, căn bệnh này rất nặng, mổ cột sống cổ, cho nên cái tiến triển nó hơi chậm. Còn một số bệnh nhân khác mà tôi quan sát nhìn thấy ở trong bệnh viện này, điều trị từ ngày cùng với tôi đến giờ, thì tôi thấy họ tiến triển tiến bộ rất tốt. Nhiều người đã ra viện rất sớm và cái sự hồi phục cũng như sức khỏe nó biểu hiện một cách rõ rệt, tích cực, tốt. Bà Nguyễn Thị Huân ở thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định bị tai biến mạch máu não, nhập viện điều trị hơn 2 tháng nay. Bà cho biết khi nhập viện bà phải ngồi xe lăn, đều phụ thuộc người nhà và y bác sĩ bệnh viện chăm sóc. Nay sức khỏe bà đang dần hồi phục, bà đã không còn phải dùng xe lăn để đi lại. Là một bệnh nhân tai biến sau 2 tháng rưỡi, đấy, tất cả các vận động viên phục hồi chức năng ở đây đã rèn luyện bà đã bỏ xe, bỏ gậy và đi đứng rất là tốt rồi. Đấy, hiện tại vẫn được chăm sóc rất tốt, hẹn một ngày trở về với gia đình không xa. Đấy, đó là một niềm tin vững chắc. Đây chính là động lực to lớn để bệnh viện có nhiều đổi mới hơn nữa, xứng đáng với lòng tin của người bệnh. Năm 2015, Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng được đổi tên thành Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa và trở thành bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về phục hồi chức năng của tỉnh. Hiện nay, bệnh viện có chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng bệnh viện chuyên khoa hiện đại. Trong những năm qua, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả trong công tác y tế, qua đó góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Trước đây thì hầu như mọi người chỉ quan tâm đến phòng bệnh và chữa bệnh. Khi mà xã hội tiến bộ hơn thì mọi người quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, thì phục hồi chức năng ngày càng chứng tỏ cái vị thế quan trọng của mình trong công tác chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trung bình mỗi ngày đón tiếp gần 60 lượt người, hơn 300 lượt điều trị ngoại trú, 140 lượt điều trị nội trú với 13,7 ngày điều trị trung bình, là những con số đáng khích lệ trong công tác khám chữa bệnh, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 có những ảnh hưởng nhất định. Do đó, để nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh, bệnh viện đã phối hợp các phương pháp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng một cách khoa học giữa dùng thuốc và phục hồi vận động, đã từng bước đáp ứng nhu cầu cho người dân. Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa thì bên cạnh việc thực hiện các y lệnh của bác sĩ trong quá trình điều trị chăm sóc người bệnh theo như phác đồ, thì đội ngũ điều dưỡng luôn sát sao, tận tụy giúp người bệnh giảm những cái đau đớn do những cái khuyết tật của mình đem lại. Ở bệnh viện, ngoài trình độ của đội ngũ y bác sĩ để chẩn đoán và có y lệnh phù hợp với từng bệnh nhân, thì vai trò những điều dưỡng viên cũng có ý nghĩa to lớn trong thành công điều trị một ca bệnh. Bệnh viện Phục hồi chức năng đã phát huy tối đa công tác điều dưỡng trong bệnh viện để luôn làm hài lòng người bệnh. Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa với phương châm luôn đổi mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh đã áp dụng nhiều kỹ thuật mới vào trong điều trị và mang lại hiệu quả cao, ví dụ như laser nội mạch, laser châm, điều trị bằng sóng xung kích và các cái một số máy tập khớp vai, khớp gối thụ động. Ngoài bên cạnh đó thì còn rất nhiều phương pháp khác phối hợp giữa nội khoa, y học cổ truyền và phục hồi chức năng được điều trị trên bệnh nhân, giúp cho nâng cao khả năng điều trị cũng như rút ngắn thời gian nằm viện của bệnh nhân. Bệnh nhân rất là thuận tiện trong cái quá trình nằm viện và bệnh nhân tin tưởng và rất là hài lòng. Sau giai đoạn bùng phát của đại dịch COVID-19, bệnh viện đã trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Trong 6 tháng đầu năm 2022, bệnh viện đã khám cho gần 2.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú trên 1.400 bệnh nhân với hàng nghìn thủ thuật được triển khai thực hiện. Điều này cho thấy người bệnh trên địa bàn toàn tỉnh
đang xem bệnh viện là một địa chỉ tin cậy để phục hồi chức năng và vật lý trị liệu, để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ khám, chẩn đoán và phục hồi chức năng cho người bị mắc bệnh mãn tính, bệnh nghề nghiệp, người khuyết tật trong tỉnh, bệnh viện tiếp tục đổi mới để đáp ứng xu thế của xã hội. Trước cái thực trạng như trên, bệnh viện luôn chú trọng công tác đầu tư, nâng cao chất lượng của bác sĩ, kỹ thuật viên và điều dưỡng. Hàng năm bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa cử các bác sĩ đi đào tạo ở các bệnh viện như Đại học Y Hà Nội, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và đào tạo các khóa ngắn hạn, dài hạn để nâng cao chất lượng phục vụ cho người bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện luôn chú trọng quan tâm công tác về ứng xử đối với của cán bộ y tế đối với người bệnh, đó là nâng cao chất lượng, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Với quan niệm hạnh phúc của bệnh nhân cũng là hạnh phúc của chính mình, tập thể các y bác sĩ, điều dưỡng viên của bệnh viện luôn thấu hiểu hoàn cảnh của bệnh nhân, kết hợp các phương pháp điều trị mới, động viên giúp người bệnh có niềm tin, kiên trì tập luyện phục hồi sức khỏe, hòa nhập cộng đồng. Không dừng lại ở những thành quả như hôm nay, bệnh viện sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo hơn nữa của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên để luôn giữ trọn vẹn niềm tin yêu của người bệnh. Bệnh tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên, hay gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Bệnh diễn biến nhanh và có thể dẫn đến tử vong. Dấu hiệu của bệnh: sốt, đau họng, loét miệng, lợi, lưỡi, phát ban dạng phỏng nốt ở lòng bàn tay, bàn chân, gối, mông. Bệnh lây từ người sang người qua đường tiêu hóa hoặc tiếp xúc với nước bọt, dịch tiết mũi họng, các bọng nước vỡ của người bệnh. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Thưa quý vị và các bạn, viêm nhiễm phụ khoa hay còn gọi là nhiễm khuẩn đường sinh sản là bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Bệnh nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của chị em phụ nữ. Bệnh có các biểu hiện như âm đạo có dịch tiết bất thường, cơ quan sinh dục ngứa, rát hoặc khi đi tiểu cảm thấy đau buốt. Theo nhiều chuyên gia thì bệnh viêm nhiễm phụ khoa là bệnh rất dễ tái nhiễm. Nguyên nhân thì nhiễm khuẩn đường sinh sản có thể do vi khuẩn virus, trichomonas và nấm. Điều kiện thuận lợi thì các cháu có thể ở các cái môi trường không được an toàn về vệ sinh, như là không đủ điều kiện khi làm vệ sinh phụ nữ hàng ngày, vệ sinh trong lúc chu kỳ kinh nguyệt hay nguồn nước, hoặc là dùng chung đồ chậu, xô chậu. Biểu hiện của nhiễm khuẩn đường sinh sản thì các cháu có thể thấy hàng ngày cái da dịch bất thường, đặc biệt là với tính chất có mùi hôi tanh, số lượng nhiều hơn, màu vàng và kèm theo có thể là đau bụng. Đối với các cái nhiễm khuẩn nặng thì có thể là ngứa hoặc là đau bụng kèm theo, da chu kỳ kéo dài. Viêm nhiễm phụ khoa nếu không được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh, như viêm tiểu khung, vô sinh, trường ngoài tử cung, ung thư cầu tử cung, gây sẩy thai. Tuy nhiên hiện nay, đa số các em ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên vẫn còn tâm lý e ngại, không dám đi khám khi có những dấu hiệu của bệnh. Ngay từ bây giờ, ở độ tuổi vị thành niên, chúng ta cần có các cái sự quan tâm đối với các cháu. Đối với gia đình thì các bố mẹ nên để ý, đặc biệt quan tâm đến không những là các cháu tuổi vị thành niên nữ, mà kể cả là vị thành niên nam, chúng ta cũng cần phải hướng dẫn cho con em mình biết cách vệ sinh hàng ngày. Không phải là tại gia đình nữa mà đối với cộng đồng, đối với các đoàn thể, chúng ta cũng cần nâng cao cái công tác truyền thông để cho các cháu hiểu biết được cái cách vệ sinh hàng ngày, cái cách phòng tránh cũng như là phát hiện ra các triệu chứng không bình thường để đến cơ sở y tế và được chăm sóc, được tư vấn vệ sinh hàng ngày và được điều trị kịp thời. Để phòng các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, ngoài việc thăm khám định kỳ, các em cần chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Khi có những dấu hiệu bất thường ở vùng kín, cần chia sẻ với bố mẹ để được đưa đến các cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám và chăm sóc kịp thời, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Chuyên mục Y tế dân số và sức khỏe hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.